Xin chào các bạn, là mình là Lê Văn Lộc đây, và hôm nay chúng ta lại cùng nhau học tiếp với cái giáo trình tiếng Anh này, và đây mới chỉ là bài số 2 của giáo trình này thôi. Và cái bài số 2 này chúng ta sẽ học tiếp về phát âm, và đây là trong bài này chúng ta sẽ học 8 nguyên âm đôi. Trong tiếng Anh thì chúng ta có 12 nguyên âm đơn, chúng ta đã học bài trước, và có 8 nguyên âm đôi, tổng là sẽ có 20 nguyên âm. Tiếng Anh sẽ có 20 nguyên âm trong phần phát âm. Phát âm của tiếng Anh sẽ có 20 âm. Thì giờ chúng ta sẽ bước vào bài 8 nguyên âm đôi này. Thì bài 8 nguyên âm đôi này thì chúng ta sẽ học về một cái định nghĩa gọi là nguyên âm đôi là gì. Nguyên âm đôi là nguyên âm được hình thành bởi hai nguyên âm đơn đứng sát nhau thì sẽ hình thành ra một nguyên âm đôi. Và cái vấn đề của nguyên âm đôi là ở chỗ là khi chúng ta gặp hai âm này, chúng ta sẽ nuốt hai âm này vào với nhau. Đó. Thì cách đọc của một nguyên âm đôi dựa trên cách đọc của nguyên âm đơn mà thôi, thì chúng ta chỉ cần mở khẩu hình bằng âm là âm được viết đằng trước, mở khẩu hình là âm của âm viết được của âm được viết trước, và kết thúc khẩu hình thì chúng ta sẽ kết thúc bằng của âm được viết sau, và chúng ta học đọc hai âm này nó nuốt vào nhau, hai âm này sẽ đọc nuốt vào nhau. Thì nó rất là dễ như vậy vì các bạn đã học nguyên âm đơn rồi, đã phát âm được nguyên âm đơn rồi, thì nguyên âm đôi thì chúng ta rất là dễ, chỉ dựa trên nguyên âm đơn và nuốt nó vào nhau thôi, và đọc thật là nhanh để nuốt vào nhau. Ở đây chúng ta sẽ học hai nguyên âm đầu tiên là nguyên âm i ơ và nguyên âm u ơ. Thì ta có i ngắn với ơ ngắn, đúng không, đọc nhanh chắc và sắc nét và từ cổ họng, đúng không, và nuốt nhanh nó vào nhau thì đọc là i ơ. Trong cái nguyên âm của tiếng Anh, các bạn không đánh vần, không đọc như thế này. Các bạn không đánh vần như kiểu tiếng Việt, là ví dụ ai hay là ua, các bạn không đánh vần như tiếng Việt như vậy, mà các bạn sẽ đọc đôi, nhưng mà các bạn sẽ đọc nguyên âm đôi này theo cái hình thức là hai âm rời nhưng nuốt nhanh vào nhau, thì nó tạo ra tiếng Anh nó tạo ra cái âm như là âm gió đấy, là ear, đúng không? Ear. Chúng ta sẽ đọc i rõ và ơ rõ nhưng mà lại nuốt nhanh vào nhau, ear, đúng không? Thì đọc cái từ này là hear, đúng không? Đọc như là hear, đúng không? Đọc giống như là hear nhưng mà nó là hear, đúng không? Thì ta sẽ cảm giác như là hear, đúng không? Hear thì hear có nghĩa là đây, ở đây. Ear, hear, đúng không? Ở đây ta sẽ có từ u ơ thì ta đọc là u ơ u, đúng không? Towards, đúng không? Ta sẽ có y ngắn là race. Thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện cái từ này trên here. Âm đằng sau là âm kết thúc khẩu hình nên là cái tính chất của cái âm đấy nó bị giảm đi rất là nhiều. Nó giảm đi, cái tính chất của âm ơ nó giảm rất đi rất là nhiều. Nó thiên về cái âm y hơn, các bạn hiểu chưa? Nó thiên về âm đằng trước. Tương tự các âm khác cũng thế. Cái âm đằng sau sẽ bị ít hơn. Tourist. 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 Các bạn sẽ thấy rằng là cái âm y này sẽ được lớn hơn âm ơ. Âm u cũng sẽ lớn hơn âm ơ bởi vì nó ở đằng trước, các bạn sẽ thấy như vậy. Nhưng mà các bạn cứ đọc làm sao? Nó ra là i ơ. U ơ, đúng không? U ơ hay là i ơ thì nó sẽ là thua gì? Hay là thua gì? U ơ, đúng không? Thua gì thì nó sẽ rất là hay. Đấy là tiếng Anh là như vậy. Here thì là here. Đấy. Các bạn cứ coi nó ra rất dễ đi thì các bạn sẽ học được nó, luyện được nó, đừng nghĩ nó quá khó. Và bây giờ vẽ sang hai âm tiếp theo là âm e, âm ei và âm oi. Âm oi, âm ei ta sẽ có từ wait, đợi chờ. Wait, chúng ta sẽ phát âm wait. E, đúng không? E, oi, 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 đúng không? Các bạn nuốt nhanh oi vào với nhau rồi. Oi là boy, oi, boy,
Boy, đúng không? Boy là thằng bé, đúng không? Boy. Oi. Ta có ấm A-I. I. My. I. My. Đúng không? A-U. Ấm A-U. Au. Au. Đó. Cow. Con bò cái. My là của tôi, đúng không? Au. Cow. I. My. Rồi. Dễ mà, đúng không? Rồi chúng ta sẽ sang âm tiếp theo là âm e ơ và âm ơ u. E ở e ở e ở he e ở he e ở đúng không? E ở he à, mái tóc hay là tóc, tóc của con người này là he. Ơ ơ u ơ ơ à, show show biểu diễn, cuộc biểu diễn show. Oh oh show. Rồi rất là dễ đúng không các bạn, rất là dễ mà. Ta sẽ cùng nhau ôn lại nhá, ta sẽ ôn lại 8 âm. Ear ear hear ear hear ear thuật a wait oi boy I my ow cow l hair o show. Rồi đó là 8 nguyên âm đôi, nó rất là dễ. Và mình nghĩ rằng là bạn nào đã học kỹ 12 nguyên âm đơn rồi thì học 8 nguyên âm đơn, thì học 8 nguyên âm đôi này rất là dễ. Thì 8 nguyên âm đôi này chỉ là những âm ngắn và ghép vào nhau thôi, không có âm dài ghép vào nhau. Các bạn thấy là nó rất là dễ để các bạn có thể đọc. Rồi chúng ta sẽ thấy là sang phần ôn tập này thì rất là đơn giản rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy 8 nguyên âm đôi chúng ta rất là đơn giản ở đây. Thì 12 nguyên âm đôi các bạn đã học, quan trọng là nó đã xong rồi. Thì 8 nguyên âm này thì các bạn đọc nó rất là dễ thôi, thì không có cái gì nó quá khó ở đây, thì các bạn chỉ cần luyện đọc thôi. Rồi, e, ơ đúng không? E, ơ, e, l, he, l, a, e, I, my đúng không? E, ơ, here, e, ơ, thì nó, ear, here, a, e, a, wait, o, o, đúng không? O, show, ow, ow, cow, ơ, ua, ua, tourist, đúng không? Oi, boy, oi, boy. Rồi, cái bài này nó rất là dễ như vậy. Thì gần như là mình chỉ cần giới thiệu qua là các bạn có thể đọc được rồi. Vì các bạn đã học 12 nguyên âm đơn thật là tốt, thì các bạn học cái này nó rất là nhanh, không có gì quá khó trong cái bài này. Thì các bạn nên ghi chép nó lại và thống kê cho mình nhé. Và bài sau và bài sau sẽ là bài số 3, và chúng ta sẽ cùng nhau học những phụ âm trong tiếng Anh. Và xin hẹn gặp lại các bạn thật là nhiều. Và xin kính chúc các bạn học tiếng Anh thành công nhé.